Kính chào quý vị và các bạn. Lại thêm một ngày ít mây nắng mạnh ở các tỉnh thành Tây Nguyên Nam Bộ. Ban ngày thì nóng, nhưng đêm lại trái ngược hoàn toàn do có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Thành phố Buôn Ma Thuột là một ví dụ điển hình. 7 giờ sáng nay, nhiệt độ ở mức 21 độ, đi đường vẫn còn phải mặc áo khoác mỏng. Nhưng chỉ 3 tiếng sau thì nhiệt độ đã tăng thêm 7 độ nữa, không còn cảm giác lạnh. Dự báo đến đầu giờ chiều nay thì nhiệt độ tiếp tục tăng lên 33 độ, cao hơn sáng sớm nay tới 12 độ. Những nơi khác ở Tây Nguyên cũng có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Từ thành phố Kon Tum, Pleiku, Đà Lạt đến Gia Nghĩa đều có mức chênh lệch là từ 11 đến 14 độ. Nhiệt độ cao nhất chiều nay 27 đến 34 độ. So với Tây Nguyên, khoảng cách nhiệt độ ngày đêm ở Nam Bộ thấp hơn một chút là từ 9 đến 13 độ. Nhưng trưa chiều thì lại nóng hơn. Nhiệt độ tại Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ dao động từ 34 đến 36 độ. Ở Trung Bộ, thời tiết chiều nay đều là nắng. Nhiệt độ từ Huế đến Phan Thiết khoảng 30-31 độ. Còn Thanh Hóa đến Đồng Hới là 27-28 độ. Nắng cũng xuất hiện ở vùng núi Bắc Bộ như Sơn La, Điện Biên Phủ, Lào Cai và Hà Giang với nền nhiệt là từ 27 đến 34 độ. Còn Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng hay Lạng Sơn, trời nhiều mây, 25-26 độ. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chiều nay trời nắng, mưa chỉ xuất hiện vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió khoảng cấp 3, cấp 4. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong chiều và tối nay. Ẩm trong không khí ở Đông Bắc Bộ luôn ở mức cao. Ngay trưa chiều nay, độ ẩm thấp nhất cũng đều trên 70%. Tình trạng này còn kéo dài từ nay đến hết tuần. Độ ẩm cao khiến cho không khí trong nhà ẩm thấp, là môi trường cho các loại virus gây bệnh phát triển. Để hạn chế tình trạng này, quý vị nên lau nhà bằng loại khăn thấm hút nước tốt, nên để các đồ dễ bị ẩm mốc lên trên cao, tránh tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Có thể sử dụng các loại tinh dầu xả chanh để làm cho không khí trong nhà dễ chịu hơn.